Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi 10 bộ trưởng các bộ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, đang gây khó khăn, cản trở các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, quy định tại 29 luật thuộc lĩnh vực quản lý của 10 bộ. Trước đó, 63 tỉnh thành trong cả nước đã có công văn gửi Thủ tướng, phản ánh những vướng mắc khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp liên quan tới 29 bộ luật do 10 bộ quản lý. Chiều 16 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về kết quả chương trình phối hợp giữa hai bên giai đoạn 2018-2020 và những đề xuất trong giai đoạn tới. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham gia phối hợp cùng ngành nông nghiệp trên tinh thần cơ cấu lại nông nghiệp là động lực, nông thôn mới là nền tảng và nông dân là trung tâm. Đến nay, các cấp hội nông dân đã trực tiếp vận động, tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ hội viên thành lập được 3.134 hợp tác xã và 20.248 tổ hợp tác, 693 chi hội nông dân nghề nghiệp và hơn 14.500 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Chiều ngày 16 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp xây dựng đề án phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đến năm 2025. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, thực trạng nhức nhối nhất hiện nay là lực lượng đội tàu lớn dẫn đến cường lực khai thác mật độ quá đông. Thứ hai, lực lượng ngư dân chưa được đào tạo, ý thức chấp hành pháp luật thấp. Thứ ba, thực trạng hạ tầng thủy sản còn yếu kém. Thứ tư là các cảng cá chưa được quản lý chặt chẽ. Đây là 4 nội dung Thứ trưởng yêu cầu phải xử lý dứt điểm trong thời gian tới. Giá cà phê hôm nay 16 tháng 8 tại thị trường trong nước tiếp tục giữ mức ổn định so với cuối tuần trước. Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua ở mức 36.500 đồng trên 1 kg, Gia Lai 37.300 đồng trên 1 kg, Kon Tum 37.200 đồng trên 1 kg. Với mặt hàng hồ tiêu, giá trong nước hôm nay giao dịch ở mức 77.500 đồng đến 78.500 đồng trên 1 kg. Trong đó, tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông 77.500 đồng trên 1 kg, Gia Lai 76.500 đồng trên 1 kg và tại Đồng Nai, hồ tiêu giao dịch ở mức 76.000 đồng trên 1 kg.